U23 Việt Nam, mục tiêu Đông Nam Á 2023 và ngôi sao ngày mai. Để nói về mục tiêu của U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á 2023, không thể bỏ qua chiến lược phát triển bóng đá trẻ tại Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thành lập hai đội tuyển U23, trong đó đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tập trung chủ yếu vào lứa cầu thủ U20. Đội này được xây dựng với mục tiêu tham dự giải U23 Đông Nam Á 2023 và ASEAN 19, trong khi đội U23 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quản lý sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2024. Dù đang sử dụng nòng cốt từ lứa U20, U23 Việt Nam với tư duy phát triển vẫn hướng đến tích lũy kinh nghiệm và sự cọ sát. Điều này đặc biệt quan trọng khi phần lớn cầu thủ đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp và chưa có kinh nghiệm thi đấu ở V-League. Tuy vậy, U23 Việt Nam vẫn có những ngôi sao trẻ đóng vai trò quan trọng. Các tài năng trẻ này sẽ cùng U23 Việt Nam tham gia giải U23 Đông Nam Á tại Thái Lan trong tháng này, nhằm khẳng định sức mạnh và giá trị của đội bóng trong mắt huấn luyện viên Philippe Chaussier. Trường hợp của Nguyễn Quốc Việt là một minh chứng điển hình. Nguyễn Quốc Việt đã sớm tỏa sáng trong màu áo đội trẻ học viện Nutifood ở các giải trẻ quốc gia. Chân sút sinh năm 2005 đã 5 lần đoạt danh hiệu vua phá lưới tại các giải U17, U19 và U21 quốc gia. Tại giải U19 Đông Nam Á 2022, Quốc Việt chơi ấn tượng với 5 bàn thắng, trở thành chân sút Việt Nam đầu tiên sau 9 năm giành danh hiệu vua phá lưới tại giải U19 khu vực, sau trường hợp của Văn Toàn tại giải U19 Đông Nam Á 2013. Ở vòng chung kết U20 châu Á 2023, Quốc Việt tỏa sáng với 2 bàn thắng, góp phần quan trọng giúp U20 Việt Nam vượt qua U20 Úc và U20 Qatar. Dù U20 Việt Nam không tiến xa ở vòng bảng, nhưng thành tích của Quốc Việt đã đảm bảo suất tham dự SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 vừa qua. Quốc Việt tiếp tục thể hiện tài năng tại SEA Games với 1 bàn thắng vào lưới U22 Lào trong